Hello, mùng 1 rực rỡ các bác nhé. Mùng 1 là đầu tháng thì tôi anh xin gửi tới lời kính chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất chúc tất cả quý khách hàng của tôi anh ô tô Hải Phòng. Chúc tất cả quý khách hàng đã, đang và sẽ theo dõi kênh mua bán của tôi anh ô tô Hải Phòng. Một tháng mới nhiều tài, nhiều lộc và vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào. Và ngày hôm nay cũng là ngày mùng 1 và các bạn có một cái có biết một cái thông tin gì về ô tô không ạ? Các bạn có biết một cái thông tin mà nó có thể làm tươi mới cái ngành ô tô cũ của chúng em hiện nay? Vì ạ, buổi sáng ngày hôm nay thì mới có một cái quyết định của cục đăng kiểm rằng tất cả những cái mẫu xe có cái thời gian sử dụng là dưới 20 năm, nghĩa là từ 7 đến 20 năm là được đăng kiểm 1 năm, và ngoài 20 năm trở ra thì mới xuống đăng kiểm 6 tháng. Trước đây thì từ 3 đến 13 năm, 12 năm thì là đăng kiểm 1 năm, và từ 12 năm trở đi thì sẽ xuống 6 tháng. Nhưng bây giờ thì cái thời gian của nó gia hạn rất là dài. Tức là Tuấn Anh có lẽ thể nói luôn, sáng nay Tuấn Anh mới đi đăng kiểm một chiếc Ford Mondeo 2003 cho một bác khách là 2003 vẫn đăng kiểm 1 năm. Tức là từ 2003 trở về đây là đăng kiểm 1 năm, 2003 trở xuống là đăng kiểm 6 tháng. Đó cũng là một cái điều mà rất nhiều bác đang năn tăn về vấn đề mua xe cũ đăng kiểm ít đấy, và thời gian đăng kiểm ngắn nên là cũng rất là ngại. Nhưng bây giờ thì các bác yên tâm một điều rằng đó là một cái điều khoản mà có thể nói là làm tươi mới cái ngành xe cũ của chúng em, đặc biệt là những cái bãi xe như của em, với những cái hầu hết những cái chiếc xe mà từ năm 2010 đổ xuống, hay là trên 2010 một tí. Mới hôm qua thì 2010 vẫn chỉ đăng kiểm được 6 tháng thôi, nhưng sang hôm nay 2003 đăng kiểm 1 năm. Đó là cái vấn đề mà Tuấn Anh muốn thông báo đến cho mọi người. Và ngày hôm nay thì lại gặp lại tất cả các bạn trên cái buổi phát video ngày hôm nay. Tuấn Anh sẽ giới thiệu đến cho anh em một dàn xe hatchback một đầu cỡ nhỏ, phân khúc hạng A đô thị, vừa lành, vừa bền, vừa khá tiết kiệm nhiên liệu, dành cho quý khách hàng và quý bà con của bác anh chị em. Bà con của bác anh chị em nào quan tâm về những chiếc xe này, hãy cùng Tuấn Anh đi theo dõi cái video của Tuấn Anh ngày hôm nay. Vâng, hiện tại thì Tuấn Anh đang có rất nhiều những chiếc xe hatchback, và thực ra xe cũ này là cái vấn đề đăng kiểm là cái vấn đề mà các bạn biết đấy, rất là đau đầu và nhức nhối hiện nay. Nhưng bây giờ thì nó có một cái thông tư và nghị định của Cục Đăng Kiểm Quốc gia là như vậy, thì anh em yên tâm một điều, xe cũ anh em có thể thoải mái đăng kiểm đấy. Vâng, quý khách hàng và quý bà con hãy cùng Tuấn Anh đi xem những chiếc xe nhé. Đầu tiên đây, em đang có một chiếc Hyundai Grand i10. Với chiếc Hyundai Grand i10 sản xuất năm 2011, đăng ký lăn bánh lần đầu 2012. Đấy, nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ, biển 2700332. Tư nhân chính chủ, bản đủ số sàn 1.1. Nhập khẩu nguyên chiếc, 4 bánh đa, trang bị la đang đúc đầy đủ, và trang bị cả hệ thống túi khí đầy đủ. Con này hiện tại là Tuấn Anh đang chào bán là 152 triệu đồng. Anh em nào thích cái dòng xe 152 triệu đồng, anh em nào thích cái dòng xe mà nhỏ gọn xinh xinh i10 nhập khẩu thì đây là một chiếc xe hợp lý luôn. Với giá 152 triệu đồng là quý khách hàng, quý bà con, của bạn chị em đã sở hữu được chiếc i10 2011 nhập khẩu các bạn nhé. Tiếp tục thì ở đây em đang có một chiếc Spark ạ. Đây là một mẫu Chevrolet Spark sản xuất năm 2010, tư nhân chính chủ, biển Nam Định, tư nhân chủ đủ, rút hồ sơ thoải mái. Đấy, với cái khối động cơ 0.8 thì con này nó tiêu hao nhiên liệu tầm 5 lít trên 100 km này. Đấy, và giá bán của nó là 79 triệu đồng, xe thì đã lên màn hình Android. Đấy, dành cho các bác nào mà muốn kiếm một chiếc xe về đi gia đình, đấy, công trường công trình, nhỏ gọn xinh xinh, đưa đón con đi học, thì đây cũng là một chiếc xe khá hợp lý cho mọi người. Với giá 76 triệu đồng, một chiếc xe còn khá đẹp từ nội thất đến sơn xi bên ngoài, biển Nam Định nhá, 13395, đã có màn hình Android, cam lùi, cam hành trình đầy đủ, với giá 76 triệu đồng. Đó, hệ thống đèn đóm của nó khá ok. Dòng này thì nó khá là lành và tiết kiệm nhiên liệu. 79 triệu đồng. Đó. Tiếp tục là một chiếc Spark 2011 phiên bản số sàn máy 0.8. Con này nó là một chiếc xe gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ, biển 20A19434. Con này thì sản xuất năm 2011 và đó là một chiếc xe gia đình, không khoan đục, không taxi, không dịch vụ, mà giá của nó thì cũng khá là cao. Anh em nào thích xe không dịch vụ thì đây, có không dịch vụ đây. Với giá là 115 triệu đồng, đăng kiểm tháng 10 năm 2023. Và trong xe thì vẫn còn nguyên một bộ ghế lỉ nguyên bản, keo chỉ zin và màn hình Android xịn sò. Xe thì khá là đẹp và rất chất lượng cho quý khách hàng và quý bà con của bạn chị em. Bà con có bạn chị em nào quan tâm về mẫu xe này
thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số hotline 0816662386. Một chiếc Spark 2011 đăng ký đăng kiểm khá là dài và rất là đẹp cho mọi người. Đặc biệt đây là một chiếc xe không qua đục, không taxi, không dịch vụ. Vâng ạ, tiếp đến thì em lại có một chiếc xe Kia Morning màu vàng. Với chiếc Kia Morning màu vàng biển 15A93594. Đây là một chiếc xe sản xuất năm 2016, bản máy 1.25. Con này thì nó là tên tư nhân biển Hải Phòng và đăng kiểm đến tháng 5 năm 2024. Xe thì tôi đang khẳng định với các bạn là zin không lỗi, keo chỉ zin, máy số zin, nội thất đẹp và trang bị màn hình Android, cam lùi, cam hành trình. Đăng kiểm tháng 5 năm 2024. Cái màu vàng này là màu vàng nguyên bản, không có đổi màu, không có đổi màu. Mà giá của nó thì chỉ có 196 triệu đồng thôi. Đời 2016 các bạn nhé. Đời 2016, số sàn, máy 1.25, lên màn hình Android rồi. Máy chất gầm chắc, côn số ngọt, điều hòa mát và nội thất của nó thì rất là đẹp, sang trọng. Đó. Với tầm tiền chưa đến 200 triệu đồng, có rất nhiều bà con đang có muốn sở hữu một chiếc xe Morning đời cao giá rẻ như thế này. 15A93594, một chiếc xe rất chất lượng, cam kết cho quý hàng là zin hết nhá, zin hết cả xe luôn. Bên cạnh đó, anh em nào ạ, ngại đời sâu, đăng kiểm khó khăn, bây giờ thì đăng kiểm đã có quy chế mới rồi, thì đây là một chiếc xe khá hợp lý. Một chiếc xe Kia Morning sản xuất năm 2004, đăng ký lăn bánh lần đầu 2008, tên tư nhân, chính chủ, một chủ từ mới sử dụng, đăng kiểm đến tháng 8 năm 2023. Và đặc biệt đây là một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, trang bị hộp số tự động, 4 bánh đa năng đúc, màn hình Android, nội thất đẹp, keo chỉ zin, keo chỉ gần như zin và nội thất thì thơm tho như mít. Đấy, các bạn mít mít nó thơm rồi đúng không ạ? Nội thất thì cực kỳ thơm luôn. Đấy, con này thì hiện tại là Tuấn Anh đang chợ bán với một cái giá khá hợp lý cho anh em, là với giá là 138 triệu đồng. Một chiếc Morning 204, đăng ký lăn bánh lần đầu 2008, phiên bản số tự động, máy 1.0 nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, một chủ từ mới, trang bị 4 bánh đa năng đúc bản SNX nhé các bạn nhé. Quá đẹp cho chiếc xe này, đăng kiểm tháng 8 năm 2023. Tiếp tục ở đây em đang có một chiếc xe nữa, đó là một chiếc Kia Morning. Với chiếc Kia Morning đời 2015, chiếc xe đang đeo biển 15A22270, sơn si màu trắng, xe đẹp không lỗi nhé. Tên tư nhân biển Hải Phòng, đời 2015, máy 1.25. Và như chiếc xe này ấy, thì hiện tại là Tuấn Anh đang chào bán với cái giá là bao nhiêu các bạn biết không ạ? 186 triệu đồng. 186 triệu đồng là quý khách hàng và bà con đã sở hữu được chiếc xe Kia Morning 2015, trang bị hộp số sàn, tên tư nhân biển Hải Phòng màu trắng và lên màn hình Android, đăng kiểm thì đến tháng 5 năm 2023. Biển số đẹp, biển Hải Phòng và chính chủ ký nháy đàng hoàng, với giá 186 triệu đồng. Tiếp tục ở đây em đang có một chiếc Hyundai Getz ạ. Đây là một mẫu xe cũng khá là lành canh cho anh em. Một chiếc Hyundai Getz sản xuất năm 2009, phiên bản số sàn, máy 1.1. Một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, số sàn, máy 1.1. Chiếc xe cũng đã được lên màn hình Android, bản đủ số sàn, túi khí đầy đủ hết và hệ thống túi khí đầy đủ và hệ thống đèn trần, khóa khiển theo xe. Với cái tầm tiền gạt mưa sau nữa, 142 triệu đồng là quý khách hàng và quý bà con đã sở hữu được chiếc xe Hyundai Getz 2009 biển Bắc Giang, 98A11815, sơn xì màu bạc. Với chiếc xe này, hiện tại là Tuấn Anh đang chào bán với giá là bao nhiêu các bạn biết không ạ? 142 triệu đồng. Anh em nào thích i10 form mới đời 2014 thì trở lên, thì với cái giá 200, dưới 200 ấy, thì đây em đang có một chiếc biển 17A18871. Đây là một mẫu Hyundai Grand i10 nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ, bản thiếu. Con này thì đang kiểm đến tháng 2 năm 2024, số sàn, máy 1.0, hàng nhập khẩu. Và chiếc xe này thì hiện tại là Tuấn Anh đang chào bán với một cái giá khá hợp lý cho anh em, chỉ với 186 triệu đồng là bà con đã sở hữu được chiếc i10 2014 nhập khẩu nguyên con của Ấn Độ, số sàn, bản thiếu, biển 17, tên tư nhân, màu trắng ngọc trinh. Với cái tầm tiền khá là hợp lý để cho anh em có thể sở hữu chiếc xe này, 17A18871, một chiếc i10 với cái tầm tiền 186 triệu đồng là bà con đã sở hữu được chiếc xe này nhé. Một chiếc xe khá là hợp lý cho bà con này. Tiếp tục ở đây em đang có một chiếc Hyundai Getz ạ. Con này là màu xanh, con này là sản xuất năm 2010, tên tư nhân, biển Hà Nội. Con này thì xe gia đình sử dụng, không khoan đục, không taxi.
và máy 1.1 nhập khẩu. Với dòng Hyundai Getz này thì hầu như tất cả các dòng Hyundai Getz đều là nhập khẩu và hệ thống khóa khiển của nó là khóa nguyên zin theo nhà máy sản xuất luôn. Vậy thì quý khách hàng và quý bà con, các bạn chị em nào quan tâm về mẫu xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Đấy. Con này thì hiện tại là Tuấn Anh đang chào bán với cái giá là 172 triệu đồng, 30F12066, một chiếc xe khá là hợp lý cho anh em. Một chiếc xe khá hợp lý cho anh em này. Rất là đẹp cho anh em. Moling 2015. Ở đây em đang có hai chiếc xe Moling 2015 và chiếc xe biển Hà Nội và chiếc xe biển Hòa Bình. Với chiếc xe biển Hòa Bình này thì nó cũng đã qua dịch vụ rồi và giá của nó là 198 triệu đồng. Qua dịch vụ nhưng máy số của nó zin, keo chỉ zin và đăng kiểm tháng 5 năm 2023, biển 28A03335. Con này thì máy 1.25 nhá. Một chiếc xe form mới 198 triệu đồng. Tất nhiên có bớt cho anh em để anh em có thể thiện chí mua xe của em thì cứ alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Khi xuống xem xe thì bên em sẽ bớt nhiệt tình 198 triệu đồng cho chiếc xe biển 28A này. Và 206 triệu đồng 30A570769. Và một chiếc xe khá là hợp lý cho anh em. Đây là một chiếc Moling 2015, xe không khoan đục, không taxi, tên tư nhân, biển Hà Nội, với giá 206 triệu đồng. Con này nó là một chiếc xe gia đình sử dụng 100% rồi, lên màn hình Android, nội thất rất là đẹp cho mọi người. Với cái tầm giá 206 triệu đồng và có bớt cho anh em để anh em có thể xuống mua xe, gọi điện trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng thì các bạn sẽ có một cái giá cả cực kỳ hợp lý để cho anh em sử dụng. Con này có giá cực kỳ hợp lý để anh em sử dụng nhé. 30A50769, biển số chiếc Moling 2015. Tiếp tục ngoài này thì em đang có thêm một chiếc xe Hyundai Kia Moling. Con này là biển 79A của Khánh Hòa, 79A18938, một chiếc Moling 2018 phiên bản số sàn, máy 1.25, tư nhân chính chủ, biển 79 Khánh Hòa, đời 2018, màu bạc xịn và với giá bán là 255 triệu đồng, đăng kiểm đến tháng 7 năm 2023. Đây là một chiếc xe gia đình sử dụng tư nhân nhé các bạn nhé, một chiếc xe gia đình sử dụng tư nhân, không taxi, không dịch vụ, xe đẹp, không lỗi nhỏ cho bà con. Bà con có bác anh chị em nào có nhu cầu quan tâm thì hãy, đây là một chiếc xe khá là hợp lý cho anh em này. Rất chất lượng, rất sạch sẽ và rất đẹp đẽ cho mọi người. 79A18938, một chiếc xe khá hợp lý cho anh em. Vâng ạ, tiếp tục ở đây em đang có một chiếc Hyundai Grand i10. Đây là một mẫu xe form mới rồi, các bạn nhìn thì các bạn biết rồi. i10 2019 phiên bản số sàn, máy 1.2. Con này thì sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam, bản Pay, biển 28A08029. Với chiếc xe này thì hiện tại là bên em đang bán là 296 triệu đồng. Một chiếc i10 2019, một mẫu xe gia đình sử dụng tư nhân, không taxi, không dịch vụ. Các bạn nhìn thấy vô lăng các bạn biết này. Đây là một chiếc xe rất là đẹp cho anh em. Rất là đẹp, zin hết cả xe, máy số zin từ mặt dàn cò, keo chỉ zin và độ đồng sơn zin của nó còn khá là nhiều. Đã lên màn hình cam lùi, cam hành trình, không thiếu gì. 28A08029, biển số của chiếc Hyundai Grand i10 2019, máy 1.2. Một chiếc xe gần như là mới luôn, gần như là mới luôn cho bà con nhé. Vâng, bên đây nó một chiếc i10 biển Cao Bằng. Đây là một chiếc i10 2014 bản Pay. Con này thì nó là một chiếc xe màu bạc xịn, tên tư nhân, biển Cao Bằng, xe đẹp không lỗi, với giá 205 triệu đồng. Có bớt cho anh em khi anh em xuống xem xe, bớt cho bà con khi bà con cọc tiền và xuống tiền. Và chiếc xe này thì nó là một chiếc xe cũng khá là chất lượng, tư nhân chính chủ. Đã lên màn hình cam lùi, cam hành trình, màu bạc xịn, không đổi màu, máy 1.0, hàng nhập khẩu nguyên con. Và các bạn nhìn thấy cái vô lăng của nó cũng khá đẹp. Màn hình Android và đặc biệt là nội thất ghế lỉ nguyên bản theo xe. Với giá bán là 205 triệu đồng, vẫn bớt cho anh em để anh em có thể mua chiếc xe này. Tiếp tục ở đây em đang có một chiếc Kia Moling biển Thái Nguyên. Con này thì đang cũng là một chiếc xe Moling 2017, biển 20A29733, sản xuất năm 2017, với giá bán 245 triệu đồng, đăng kiểm tháng 5 năm 2023. Một chiếc xe Kia Moling khá là chất lượng dành cho quý khách hàng và quý bà con của bạn chị em. Bà con của bạn chị em nào muốn kiếm một chiếc xe gia đình sử dụng đời cao chót vót như thế này thì đây là một chiếc xe khá hợp lý. 2017 vẫn đăng kiểm được 1.5 năm cho bà con. Mà 20A29733, một chiếc Moling 2017 với giá 245 triệu đồng, một chiếc xe gia đình tư nhân sử dụng, không khoan đục, không taxi, không dịch vụ bà con nhé.
Đấy, nội thất của nó thì đã được bọc một bộ áo ghế khá là đẹp cho anh em. Đấy, rất là chất lượng cho anh em này. Đấy, rất ok. Áo dùng áo mình thích. Vâng ạ, tiếp tục là một chiếc i10 biển 36A70700. Đây là một chiếc xe bản đủ duy nhất tại cửa hàng bên em. Con này thì còn mỗi con này bản đủ thôi. Đời 2014 bản đủ số sàn. Một mẫu xe gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ, không khoan đục, không taxi, không dịch vụ. Biển Thanh Hóa. Con này hiện tại bên em đang bán là 238 triệu đồng. Với bản đủ này thì nó khác với bản thường ở chỗ lên được na răng đúc này, sinh nhan trên gương này, đài lổ start top này, hệ thống túi khí và hệ thống ABS. Và đặc biệt con này thì ở bên ngoài những cái phụ kiện của nó đã được trang bị đầy đủ, từ những cái vè mưa, đấy, lẹp lốc đầy đủ hết theo xe. Xe thì không khoan đục, không nỗi, bây giờ bán 239 triệu 38 triệu đồng. Là bà con có ba chị em đã sở hữu chiếc xe này. Nội thất thì rất là ok cho bà con. Nội thất rất là đẹp cho mọi người. Đó, không mua xe này thì mua xe nào, anh em nào thích bản đủ thì đây em có một chiếc xe này là duy nhất. Đó, lên được Lada Book này. Đó, này là nguyên bản chứ không phải lên gì nhé. 17A24758. Đây là một chiếc i10 1.0 sản xuất năm 2017 bản Pay. Con này thì nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2023, màu trắng ngọc trinh, với giá bán là 248 triệu đồng. 248 triệu đồng là quý khách hàng và quý bà con của bác chị em đã có ngay một chiếc i10 còn khá là đẹp và rất chất lượng như thế này cho quý khách hàng và quý bà con. 248 triệu đồng là bà con đã sở hữu được chiếc i10 này. Nội thất là ghế lỉ nguyên bản theo xe và tất cả màn hình Android xịn sò, nhập khẩu nguyên chiếc, máy 1.0. Đấy, rất là đẹp cho bà con, lỉ nước là còn rất là đẹp nhé. Nội thất của nó còn rất là phê luôn, nguyên bản. Đấy, cam nùi, màn hình đầy đủ hết theo xe. Form dáng của dòng i10 2017 này cũng khá là đẹp. Ok, tiếp tục thì em lại có ngay một chiếc xe Kia Morning. Với chiếc Kia Morning này thì sản xuất năm 2016 và đăng kiểm đến tháng 5 năm 2024. Con này thì biển 15A30380 2016 với giá 205 triệu đồng, máy 1.25, rất đẹp. 18A05200, một chiếc i10 2014 số sàn 1.0. Con này thì màu trắng ngọc trinh, đăng kiểm đến tháng 7 năm 2023, 205 triệu đồng là quý khách hàng đã sở hữu được chiếc xe này rồi. i10 2014 nhập khẩu Ấn Độ. Đấy. Tiếp tục là một chiếc xe Hyundai Grand i10 2017. Con này thì nó là máy 1.2 biển Hà Nội và đặc biệt chiếc xe này thì là số tự động, với giá tiền là 350 triệu đồng, trước đây bán 368 triệu đồng. Bây giờ còn có 350 triệu đồng thôi là bà con của ba chị em đã sở hữu được chiếc i10 2017 số tự động, máy 1.2. Tư nhân chính chủ biển Hà Nội, keo chỉ zin 100%, máy số zin và đặc biệt chiếc xe này trang bị có động cơ 1.2 form mới. Ok, ở đây em đang có một chiếc xe i10, con này là biển vàng. Con này là 15A16672, thực ra biển vàng hay là cái gì đó không quan trọng, về giấy tờ pháp lý thì Tuấn Anh luôn đảm bảo các bạn 100%. Tại sao lại tên tư nhân nhưng lại biển vàng kinh doanh? Tại vì đây là một chiếc xe tên tư nhân chính chủ ở Hải Phòng, nhưng chủ xe đã đóng vào công ty để chạy dịch vụ cùng với công ty. Đấy, nhưng mà chủ nhân trực tiếp chạy trên con xe này, lên xe của nó khá đẹp, với giá 199 triệu đồng. Đời 2014 và đặc biệt chiếc xe này các bạn thấy có gì không ạ? Lên được cả la đăng đúc này. Với bộ la đăng đúc này thì với tầm tiền là 6 triệu là anh em mới có một bộ la đăng đúc này. Và lên cả hệ thống sinh nhan trên gương đầy đủ, màn hình đấy, và đầy đủ hết theo xe. Nội thất ghế da màu đen và lên cả đề lỗ start top. Đó, nên cả đề lỗ start top này. Đó, con này thì rất là chất và giá của nó cũng chỉ có dưới 200 triệu thôi. 199 triệu là bà con của bạn chị em đã có thể sở hữu ngay về chiếc xe Hyundai đăng kiểm đến tháng 3 năm 2023 này. Đó, rất đẹp luôn. Một chiếc xe chỉ có 99 triệu màu đỏ mà nhìn nó rất là hầm hố, rất là đẹp và rất gọn. Đó là một chiếc xe BYD 2011 nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ. Nhập khẩu nguyên chiếc của Trung Quốc. Con này thì chạy 8 vạn chuẩn, tên tư nhân chính chủ biển Hải Dương, máy 1.0 với giá bán 99 triệu đồng. Xe thì cam kết cho anh em không taxi, không dịch vụ. Một chiếc xe máy 1.0 khá đẹp. Tiếp tục là một chiếc Kia Morning bản SI. Với chiếc Kia Morning bản SI số sàn 1.25 này, chiếc xe đang đeo biển 30A23740, sơn xi màu kem bơ. Và con này thì hiện tại là Tuấn Anh đang chào bán với cái giá là 260 triệu đồng. 260 triệu đồng là quý khách hàng và quý bà con đã sở hữu được chiếc Morning này rồi. Vậy thì bà con có ba chị em nào quan tâm về chiếc xe này
hãy nhớ nhấc máy lên và alo cho em nhé. Vâng, ở ngoài này thì em đang có thêm một chiếc xe 55 triệu hay còn gọi là 55 cổ. Đấy, một chiếc xe khá là chất lượng cho quý hàng và bà con. Matiz SE 2008 phiên bản số sàn, máy 0.8, tên tư nhân, biển Hải Phòng, đăng kiểm dài tháng 8 năm 2023. À, con này thì hiện tại là bên em nó bán là 55 triệu đồng. 55 triệu dành cho bà con nào mua về tập lái tránh mưa tránh nắng biển Hải Phòng. Một chiếc Matiz với khối động cơ 0.8 cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu cho quý nhà và quý bà con của anh chị em nhé. Đó, một chiếc Matiz khá đẹp và rất ok. Nội thất thì khá là đẹp cho mọi người. Đây, nội thất cùng xem. Nội thất thì ghế da có màn hình Android đầy đủ hết theo xe. Đấy, màn hình Android to phạc cái này. Đấy, có cả hai cô người mẫu luôn. Các bạn nhìn thấy không? Căng bốc luôn. Matiz thì Matiz nhưng mà vẫn còn rất là đẹp, đúng không ạ? 55 củ cho anh em. Đấy, rất chất lượng này. Tiếp tục ở trong đây thì em đang có thêm một chiếc xe nữa, đó là một chiếc xe Kia Morning sản xuất năm 2018. Con này thì đang đeo biển đăng ký 29, biển 90A08118, sản xuất năm 2018 và với giá bán là 252 triệu, màu trắng ngọc trinh, xe đẹp không lỗi, máy số zin, keo chỉ zin và giá bán của nó là khá hợp lý cho anh em, 252 triệu. Và bãi nhà em thì không chỉ có những dòng xe hatchback và có cả những cái dòng xe sedan hai đầu 7 chỗ ngồi cũng như là những cái dòng xe bán tải đều có hết, số sàn số tự động. Cảm ơn tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con của bạn chị em đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em. Xin chào và gặp lại quý khách hàng ở những cái video tiếp theo của chương trình. Đó.